Xin chào mọi người lại đến với Crypto, thị trường tiền số và series Crypto Newbie của PTA cũng như Blog Tiền Ảo. Hôm nay Hưng sẽ nói về một trong những chủ đề, những cái trend mà nổi cũng giống như trend NFT mà Hưng từng đề cập. Trend đó là trend DeFi. Thì với phương châm là Crypto khó đã có PTA lo, thì Hưng hy vọng là với những chuỗi series ngắn và có thể mang tới cho mọi người những cái kiến thức cũng giống như là những cái chia sẻ và những cái trải nghiệm cho thị trường tiền số thì sẽ giúp mọi người hiểu hơn cũng như là dễ dàng tham gia trong các giao dịch. Bên cạnh đó thì với những cái chuỗi series thì mọi người có thể phản hồi lại cũng như qua comment để Hưng và mọi người trong những anh em trong Blog Tiền Ảo có thể cải thiện cái chất lượng nội dung của những cái clip cũng như là cái cách thức mà mình chia sẻ đến cho mọi người một cách ngày càng dễ tiếp cận hơn nhé. Thì đối với chủ đề về DeFi thì đầu tiên mình sẽ chuyển giải nó một cách thực sự đơn giản. Thì DeFi là viết tắt của Decentralized Finance, hay nói cách khác là một những giao thức về tài chính phi tập trung. Vậy thì cái giao dịch thế nào là một giao dịch tài chính tập trung? Thì Hưng có thể bắt đầu tới cái vấn đề là sơ khai nhất của tiền số, như là cái sự ra đời của crypto, của Bitcoin. Khi mà mình nói về cái sự minh bạch, các bạn có thể thấy là mỗi lần mà các bạn thực hiện một cái giao dịch, bất kỳ một cái giao dịch nào ha, thì mình có thể tùy vào cái mạng lưới mình sẽ có thể lên ETH scan, có thể lên Poly scan hoặc là BSC scan. Bản chất cái việc mình scan là để mình xác thực coi là cái giao dịch đó có thể thực hiện được hay chưa. Thì những cái giao dịch hiện tại hoàn toàn mình đang thực hiện với nhau là giữa ví với ví, hoặc là giữa những cái giao thức ở những cái định chế mà hoàn toàn không kiểm soát. Giả sử như Hưng khi chuyển khoản cho một ai đó thì Hưng chỉ còn lấy địa chỉ ví, sau khi Hưng chuyển khoản xong thì Hưng sẽ đưa một cái hash để mọi người tra cứu. Thì cái bạn mà tra cứu khi mà nhấp một cái hash đó sẽ thấy được là tiền đã được chuyển từ ví Hưng qua ví của họ, và thậm chí họ có thể nhấp vô trong cái ví của Hưng, họ xem coi là Hưng trong cái ví mà Hưng chuyển qua họ, Hưng đã có những cái tài sản nào, những cái coin nào. Và cái chuyện đó là hoàn toàn minh bạch, họ có thể làm, và Hưng cũng tương tự, Hưng cũng có thể gõ cái mã ví của họ vô và Hưng xem coi là cái ví của họ đang có gì trong đó. Thì đó là đang thể hiện cái sự minh bạch và sự phi tập trung, nghĩa là cái data, cái dữ liệu của tất cả mọi người đều công bằng với nhau cả, không ai được quản lý, không ai có quyền can thiệp. Khác với chuyện giả sử như mình gửi tiền vào ngân hàng, và bản chất thì thật ra là ngân hàng là một định chế được nhà nước hay là được pháp luật bảo vệ và có quyền giữ tài sản đó cho mình, nhưng song song đó vẫn có rủi ro. Rủi ro là giả sử như nếu như một chế độ, một nhà nước bị sụp đổ thì những cái định chế tài chính đi theo chế độ đó cũng sẽ sụp đổ theo. Hay là nó cái khác, giả sử như một ngày đẹp trời nó một chain nào đó bị sụp đổ như là Ý, những quốc gia mà nợ công rất lớn, và lúc mà họ chi trả nợ công họ quyết định là dùng cái nguồn tiền ở trong những ngân hàng lớn, và họ có thể lấy chính cái tiền của người dân mà họ đang gửi tiết kiệm đó để chi trả các khoản chi công. Thì lúc đó trên ứng dụng của ngân hàng mình có thể thấy mình vẫn còn tiền, nhưng mà thực chất về vật lý thì mình không thể rút cái tiền nó ra được. Thì với tiền số thì lại khác, với những cái giá trị tiền ảo, tiền số mà hay tài sản số mà mấy bạn giữ trên ví của các bạn, thì ngoài các bạn ra không ai được can thiệp vô cả, và cũng không ai có quyền hành động cái gì ngoại trừ các bạn. Thì đó là cái ứng dụng, cái gọi là cái sự mạnh mẽ nhất của chuyện phi tập trung, khi mà tất cả tài sản, cái quyền sở hữu của nó hoàn toàn được minh bạch và hoàn toàn không bị kiểm soát bởi bất kỳ ai. Thì đối với Decentralized Finance là một cái cụm từ khá là bao quát, khá là rộng. Thì đối với cái ứng dụng thì nó sẽ có rất là nhiều. Ở đây không có liệt kê ra một vài cái người ta hay gọi là DApp. Có Stablecoin, có Lending, có DEX. DEX là sàn phi tập trung. Thì Hưng sẽ ví dụ trước về một cái DApp. DApp là gì? DApp là một cái Decentralized Application. Là một cái ứng dụng mà module có thể gắn vô. Một cách đơn giản nha, giả sử như điện thoại của các bạn đang sử dụng, đang có camera. Nếu mà những bạn mà chơi game thì mấy bạn có thể gắn thêm những cái module gắn vô trong cái điện thoại. Ví dụ như tôi gắn thêm cái tay cầm vô cái điện thoại, thì về bản chất những cái module đó là những cái module gắn ngoài. Nghĩa là như tôi gắn cái tay cầm vô tôi chơi game, về bản chất là nó chỉ thay cái thao tác tôi lên trên cái màn hình thôi, nhưng nó không phải là cái module thật. Nhưng giờ một ngày nào đó, ví dụ như cái điện thoại Apple của các bạn có thể gỡ cụm camera ra thay bằng cái cụm camera khác dành riêng cho dân chụp ảnh, và nó là những cái module giống như lắp ghép như mình chơi Lego vậy đó. Hoặc là cái điện thoại Apple của các bạn có thể gắn thêm một cái thiết bị vô định thành radio, hoặc là các bạn có thể gỡ cái điện thoại iPhone mình ra, tháo rời ra từng phần và mình lắp thêm bàn phím, thêm bo mạch, tăng thêm dung lượng pin và nó thành một cái máy tính. Thì bản chất của cái chữ DApp hay là những cái app phi tập trung là những cái module mà mình có thể gắn ghép vô được. Nói về tình hình kinh doanh hay là nói về cái mô hình kinh doanh thì mình sẽ hình dung DApp giống như là một cái ứng dụng Grab vậy đó.
Giả sử giờ tôi đang có một cái cửa hàng bình thường, tôi đang bán quán ăn. Bây giờ tự nhiên tôi muốn được có thể bán mang về. Thì tôi có hai cách. Một là tôi sẽ tự triển khai cái đội nhóm vận chuyển của chính cái công ty tôi. Cách thứ hai đơn thuần hơn, rất dễ dàng, là tôi đăng ký lên là thành một thành viên của GrabFood. Thì tự nhiên sẽ có tài xế tới và tự nhiên tôi sẽ bật được cái tính năng bán mang về ở cửa hàng của tôi mà tôi không cần thiết lập bất cứ một thứ gì. Thì Grab đang là một ứng dụng giống như là DiApp của trong cái hệ thống business hiện tại. Bất cứ một business nào bây giờ muốn mua đi mang về thì chỉ cần đăng ký với Grab, và nếu mà đăng ký thành công thì bạn sẽ có thêm một cái tính năng là mua đi mang về. Thì Decentralized Finance nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều DiApp, nghĩa là những cái app mà có thể gắn vào các trang web hoặc là gắn vào những cái dự án hiện tại đang có. Một hình thức khác ha, giả sử như mình nói về GrabPay đi, hiện tại bây giờ các công ty hay là các cửa hàng mình đang hoàn toàn nhận bằng tiền mặt. Có thể nói về Momo cũng được, có thể đơn giản hơn, tiền mặt. Thì một hôm nào đó mình muốn không dùng tiền mặt nữa, mình muốn ứng dụng thanh toán bằng online, thì thay vì mình phải build một cái hệ thống để chuyển khoản online này nọ, thì đơn giản mình chỉ cần đăng ký với Momo thì ngay lập tức cửa hàng hay cái business của bạn sẽ có một hình thức là thanh toán online. Thì DApp cũng y chang như vậy, và DeFi là một cái cách để có thể build được rất là nhiều cái DApp gắn vào nhau. Thì song song với lại DApp vậy thì sẽ cần có stablecoin. Stablecoin là sao? Stablecoin là một cái đồng nào đó hoặc là đồng tiền tệ nào đó mà cái giá trị của nó bị ổn định mà không bị biến động. Hiện tại bây giờ mình có USDT, thì USDT và bản chất là một stablecoin, nhưng mà stablecoin của USDT là đang được xác nhận bằng một cái lượng tiền của cái công ty Vector bỏ vô trong ngân hàng, và nó sweep một cái tài sản thực tế thành tài sản số. Nhưng mà đối với DApp stablecoin thì các bạn có thể tạo như là DAI. DAI là một đồng giống bằng với giá trị của USDT, nhưng về bản chất nó là stablecoin ở trong DApp. Khi mà các giao dịch tạo ra của nó sẽ ngắt một phần phí ra và tạo thành một cái đồng có giá trị quân bình, không bị thay đổi. Thứ hai là lending. Lending là hình thức mà cho vay một cách phi tập trung. Những cái dự án như sự giờ, thay vì tôi muốn vay ngân hàng, tôi phải ra thế chấp hoặc tính chấp những cái tài sản của mình, thì đối với crypto thì mình có những cái dự án mà ở đó cho phép mình lending rất là dễ ha. Cuối cùng là sàn DEX. Sàn DEX là một sàn phi tập trung khác với Binance, Huobi, những cái sàn centralized. Khi sàn centralized thì các bạn sẽ có một cái ví trên sàn centralized, ví dụ như Hưng sẽ chuyển từ ví Meta của Hưng lên ví Binance, và các hình thức giao dịch mua bán spot hoặc là future hoặc là Hưng đánh margin ở trên đó là hoàn toàn theo cái ví. Và cái ví đó bản chất của Hưng là tài sản số vẫn trực thuộc Binance. Do đó các bạn sẽ thấy là với những cái food mà liên quan tới gần đây nhất là food của nếu không nhớ không làm Huobi, họ ngưng hợp tác ở bên Trung Quốc và họ bị Trung Quốc ban đi, thì lập tức là tất cả những người dân ở Trung Quốc sẽ hiểu là sau 31 tháng 12 thì cái tài sản số của họ, nếu như họ là dân Trung Quốc, sẽ không còn được giao dịch ở trên Huobi nữa, không còn được hỗ trợ nữa, thì họ sẽ bán tháo ra hết. Họ có thể không bán tháo, có những cách có thể họ bán tháo liền, hoặc có thể họ chuyển từ sàn Huobi sang Binance. Nhưng mà thông thường cái tâm lý của người ta khi nghe chuyện đó là mình sẽ bán tháo hết để mình rút về lại thành tiền thực tế, và sau đó mình mới cân nhắc là mình sẽ chuyển qua sàn nào. Thì nó là những cái cú phút mà rất là ảnh hưởng tới thị trường. Thì khác với sàn DEX, khác với cái sàn tập trung, là các bạn phải giao dịch lên trên sàn đó và tài sản các bạn được sàn đó giữ hoặc là bảo trợ. Thì sàn phi tập trung là sàn mà Hưng có thể mua Bitcoin trực tiếp từ ví của bạn luôn. Giả sử Hưng biết trong ví của bạn có 2 Bitcoin, bên này Hưng có một cái lượng đô tương ứng, và Hưng với bạn thỏa thuận cho một cái giao dịch là một Bitcoin hiện tại với giá khoảng 48.000 và bạn với Hưng đồng ý, thì Hưng chuyển 48.000 vô trực tiếp ví của bạn, và bạn chuyển một Bitcoin trực tiếp từ ví của bạn qua ví của Hưng, không qua bất kỳ một trung gian nào cả. Thì đó là cái ứng dụng mạnh nhất của sàn DEX hay là sàn phi tập trung ha. Tiềm năng thì với tiềm năng dự án này thì Hưng có lấy một cái nguồn ngoài nguồn của block tiền ảo ra, thì hiện tại Coin98 cũng là một nguồn Hưng thấy tham khảo rất là hay, các anh em ở trên đó nghiên cứu sử dụng rất là kỹ. Thì ở đây như Hưng nói có DApp. DApp là những cái ứng dụng rất là dễ dàng để có thể gắn vô. Nếu mà gần đây nhất các bạn thấy trong DApp, Hưng thấy là Binance có đã cho book những cái booking, ví dụ như khách sạn hay máy bay này nọ thông qua một cái ứng dụng Travola. Thì nó giống như trên kiểu Traveloka đó, nhưng mà nó thanh toán bằng crypto. Thì đó là những cách mà mọi người thấy nó một cái DApp nó application rất là dễ trong cái cuộc sống. Thứ hai là mình có protocol, thứ ba là mình có platform. Thì với platform thì mình đang thấy là cái trào lưu hiện tại, cái trend hiện tại là những cái trend như platform đang lên rất là cao, như là đồng Solana đang lên, ADA đang lên, sắp tới hiện tại đang là có Phantom, thì TRS nó đang hơi chậm một xí, nhưng mà hiện tại đang là cái trend của các platform. Near cũng đang rất là hype. Thì tại sao platform nó quan trọng, thì Hưng sẽ có một cái buổi khác Hưng chia sẻ về tiềm năng của từng platform khác nhau. Nhưng mà bản chất platform cũng là một style, cũng là một cái ứng dụng của một cái kiểu DeFi
tại vì nó là phi tập trung. Vậy thì cái sự khác nhau lớn nhất giữa decentralized và centralized đối với finance là gì, và liệu những cái cơ hội và tương lai thì Hưng sẽ chia sẻ dựa trên bốn yếu tố hiện tại. Thì đầu tiên là nói về trải nghiệm. Trải nghiệm là sao? Hiện tại bây giờ tuy Việt Nam là một trong những top quốc gia rất thân thuộc với tiền số, nhưng mà hình thức mà mình nói rằng là một ngày đẹp trời đó tôi chuyển tiền cho bạn, nhưng mà tôi chuyển thông qua bằng một cái sàn DEX, thì mọi người nghe sẽ thấy rất là lạ và mình cũng không có phải thân thuộc. Cho đó cái trải nghiệm là một cái cản trở. Còn centralized finance đơn thuần là Hưng chỉ nói bạn đưa cho Hưng tài khoản ngân hàng bạn rồi Hưng chuyển qua. Thì cái centralized finance là một cái nó đã sống với mình từ hồi nhỏ tới giờ rồi và nó trở thành một thứ thân thuộc. Cho đó những cái thứ gì mới thì mình sẽ cần tốn thời gian để chuyển đổi. Và hiện tại DeFi nó rất là tiềm năng, tuy nhiên nó đang gặp một cái khó khăn trong cái chuyện là so sánh với trải nghiệm của CFI, của centralized finance thì nó chưa có nhiều. Thứ hai là thanh khoản. Việc thanh khoản là việc khá là quan tâm. Thường mình có những cái đồng coin giá trị rất là cao nhưng mà mình bán không ai mua hết, thì đó là một cái ví dụ của chuyện thanh khoản. Khi không có thanh khoản thì gần như là cái giá trị của nó chỉ là những con số ảo. Thì DeFi nó cũng gặp một cái vấn đề về chuyện là một ngày đẹp trời nào đó Hưng có tiền rất nhiều và Hưng muốn mua Bitcoin, nhưng mà nếu như không có ai muốn bán cho Hưng Bitcoin hết, hoặc Hưng không kiếm được một cái sàn decentralized nào mà ở đó có total value lock, thì là không có ai tạo cái pool thanh toán hay cái pool thanh khoản cho mình, thì việc Hưng mua cũng không thể được. Nếu lúc đó Hưng lại phải chuyển tiền lên trên những cái sàn tập trung để Hưng có thể mua bán Bitcoin hoặc là mua bán những cái đồng tài sản số ở trên đó. Thứ ba là các rủi ro không kiểm soát. Các rủi ro không kiểm soát thì Hưng nghĩ là chuyện này có thể ví dụ bằng nhiều hình thức. Cái hình thức lớn nhất của các rủi ro không kiểm soát là về chuyện mà khi một cái thứ gì đó mới quá và đang trong quá trình phát triển thì sẽ có những cái trường hợp mà mình không thể hình dung ra. Giống y chang như mới năm 2020 vừa rồi, khi mà cái giá dầu nó bị, giá dầu tương lai nó bị âm, nó là một chuyện mà Hưng nghĩ là cả ngành tài chính và thậm chí là tất cả những cái người xây dựng những ứng dụng không bao giờ hình dung mà sẽ có thể tồn tại được giá của một vật thể mà lại là số âm. Thì cái rủi ro không kiểm soát này nó sẽ xảy ra, là một cái rủi ro tiềm năng, tiềm tàng, và không phải là ai cũng có thể dự tính được. Hưng thật ra trước cái rủi ro về dầu thì Hưng có thể ví dụ các bạn IT đều biết cái rủi ro về năm 2000. Nghĩa là cái năm khi chuyển giao từ năm 1999 qua năm 2000 là một năm mà rất nhiều sự cố kỹ thuật xảy ra. Tại vì khi người ta xây dựng những cái hàm, hay thậm chí khi Hưng làm tài chính đi, thì lúc mà Hưng view cái hàm, Hưng chỉ view tới năm 1999 thôi. Thì khi nhảy qua cái năm 2000 thì tự nhiên nó xảy ra một cái lỗi hệ thống là có những cái hệ thống nó xây dựng mà cái mặc định của nó chỉ chạy được tới năm 1999 thôi, thì tới năm 2000 nó sẽ bị lỗi. Hoặc là hiện tại bây giờ thì mình đang cho gần như tất cả các system đang chạy tới năm 1999 hết. Thì từ năm 2000 nó sẽ xảy ra một cái crash, một cái lỗi là lúc đó thì mọi người hệ thống lại phải thiết lập lại. Thì những cái rủi ro không kiểm soát là những cái rủi ro mà Hưng nghĩ ra trong thị trường nào cũng có, chẳng qua là trong thị trường số thì cái rủi ro nó lại càng nhiều hơn nữa, tại vì nó có quá nhiều trường hợp mà khi cái người xây dựng bất kỳ một cái ứng dụng nào lúc họ đang làm thì họ không có thể nghĩ được hết. Do đó cái việc phát triển ứng dụng nó rất là quan trọng, như là khi các team dự án mà họ đã xây dựng xong cái ứng dụng, không phải là họ làm xong là xong, mà họ sẽ phải phát triển lên từ từ. Do đó các bạn sẽ thấy là Uniswap nó ra V1, sau nó cũng sẽ ra V2, và hiện tại đang trên quá trình ra V3, thì nó luôn luôn phải cải tiến, cải thiện, chứ nó không thể ngừng lại được. Cái thứ tư thì nó sẽ liên quan tới rủi ro về kỹ thuật. Thì rủi ro về kỹ thuật cái này thì nó lại khá liên quan tới code, tới lại cái công nghệ và cái ngôn ngữ mà viết. Thì mình có thể nói về những cái đợt tấn công của những cái mạng lưới, như mình thấy là Binance Smart Chain nó đang bị tấn công liên tục, thì nó sẽ có những cái lỗi mà ở đó hack fork, hoặc là cái bên các bạn thêm về kỹ thuật họ kiếm được một cái hàm loop của một cái công thức mà họ viết đi. Và thường thường các dự án khi mà họ viết, họ chia sẻ cái mã nguồn mở cho nhau, thì khi mình lấy cái mã nguồn mở của bên khác mình tiếp tục mình xây dựng, thì mình sẽ bị chung một cái cách tấn công như vậy. Thì Hưng cũng nghĩ đó về kỹ thuật là một cái hiện tại trên thị trường số là mình phải chấp nhận, và do đó mình sẽ cần phải cân nhắc ở cái thị trường này là không nên all in hết tất cả tài sản. Tại vì cái kỹ thuật ở thị trường này nó, nếu mà nói sớm thì cũng không quá sớm, nhưng mà thật ra so với tất cả các ngành kinh tế truyền thống thì thị trường số thì chỉ trải qua chỉ chưa được 20-30 năm thì nó vẫn chưa đảm bảo được cái tính kỹ thuật cao, cho dù vẫn có nhiều dự án được audit, có static audit này nọ, nhưng mấy bạn sẽ thấy là vẫn bị tấn công bình thường. Nên rủi ro về kỹ thuật là một cái rủi ro khá là quan trọng, ảnh hưởng tới cái sự phát triển tiềm năng của các dự án DeFi. Cái việc thứ ba đối với cái trend DeFi đó là bây giờ làm sao tôi biết được là một dự án DeFi nào là đang hot, dòng tiền đang đổ về dự án nào, và thứ hai là làm sao tôi biết được là cái con nào mà bây giờ tôi có thể đánh ngắn hạn hay dài hạn.
Thì Hưng nghĩ là mọi người đã theo dõi theo kênh Phóng Tiền Ảo qua kênh Telegram hoặc là Twitter, hoặc là thậm chí là trong cái group chat của bên anh em, thì mọi người sẽ thấy là mọi người hay đề cập. Ngoài ra thì Hưng có chia sẻ thêm là một cái trang web, là cái trang mà Hưng hay theo dõi. Thì để bỏ lên cho mọi người xem thử. Thì ở đây thì nó là cái Diaprada, thì ở đây nó sẽ một cái trang tập trung những cái dự án mà như hồi nãy Hưng có chia sẻ là cái decentralized app. Thì trong đó mình sẽ có rất nhiều ha, ở đây họ có categorize, nghĩa là họ có phân phân biệt cho các bạn luôn, là những dự án nó được sắp xếp vô là cái nào là game, cái nào là DeFi, cái nào gambling. Gambling là đặt cược ấy, giống như kiểu mình những cái trang web cá độ hoặc là những trang web cược thể thao đi, họ muốn tích hợp cái tính năng thanh toán đặt cược bằng crypto, thì thay vì họ tự xây dựng thì họ có thể tích hợp những cái đồng mà đang hỗ trợ cho gambling. Exchange collective collectible có nghĩa là giống như NFT, cái trang mở đó các bạn có thể giao dịch những cái sản phẩm mang yếu tố là NFT ở đây ha. Marketplace thì OpenSea, không để có thể vô ví dụ một cái trang DeFi. Thì cái quan trọng nhất của nó, mấy bạn có thể check hai cái. Một cái là các bạn có thể check về volume, nghĩa là trong vòng 30 ngày gần đây thì nó sắp sạc theo volume, thì volume của con nào đang là con được giao dịch nhiều nhất, thì mình sẽ biết được là cái độ hype của cái dự án đó. Ví dụ như những dự án có volume rất lớn như Bandscape, Uniswap thì thôi, đây là những dự án gọi là the top của top luôn rồi. Thì lúc đó mình sẽ biết được là những cái coin này là những cái coin có tiềm năng. Tại vì ở đâu mà giao dịch càng nhiều, có nghĩa là user càng tin vô trong cái mạng lưới đó và họ thực hiện. Và khi họ thực hiện thì mình sẽ hiểu là cái tiềm năng gia tăng của cái dự án coin đó càng cao. Ở đây nó có cái ứng, có cái ad, có nghĩa là nó đang chạy quảng cáo, thì mình có thể đừng quan tâm, mình nên quan tâm được số 1, số 2 để mọi người đỡ bị lộn ha. Thì đó là cái trang mà mọi người có thể tham khảo. Thì đó cũng là cái phần cuối của liên quan tới DeFi, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian, và Hưng hy vọng sẽ lại gặp mọi người trong một chuỗi series tiếp theo của crypto. Bye bye.